Thân ái xin chào tất cả các anh chị em trong làng audio. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio xin giới thiệu đến với các bạn một bộ đôi bình dân, một bộ đôi giá phải nói là tương đối phù hợp với đa số nhiều người chơi audio. Thế thì hôm nay Quý Nguyễn giới thiệu đến ba sản phẩm. Đó là một chiếc âm ly A 722 Onkyo, một đôi loa Yamaha NX650 cùng một chiếc đầu CD Denon 1550AR. Quý Nguyễn sẽ vào chi tiết từng chiếc sản phẩm một. Các bạn nhìn thấy đôi loa NX Yamaha 650, một đôi loa bút xeo thùng gỗ lạng cực kỳ đẹp ở trước màn hình. Đôi loa có cấu hình của nó là ba quay bách 25, màng giấy viền vải và một chép đôm và mic đôm 12, có hai nút tinh chỉnh phía trước. Tất cả chiếc loa này, bề ngoài chiếc loa này đều là gỗ lạng các bạn nhé. Góc cạnh rất đẹp, không chài xước chỗ nào các bạn, rất đẹp. Và đôi loa này thì các bạn cũng chơi được nhiều thể loại nhạc và trong những cái phòng cỡ 3-40 m² là rất ok rồi. Đôi loa này có chiều cao của nó là 54 cm, chiều rộng là 30 và chiều sâu là 27. Các bạn hãy xem tiếp về phía trước của chiếc loa này, cũng là đẹp hoàn hảo, đẹp mỹ mãn, màng giấy, viền vải và chung chép rất đẹp. Đôi loa này phía sau của nó thì cái chạm rất ấn tượng. Các bạn Quý Nguyễn sẽ quay lại phía sau đây, phía sau của nó mình muốn chơi cho từng loa một vẫn được các bạn ạ. Đây chép nè, mid nè và bass nè, tầm thấp, tầm trung và tầm cao, hoặc là dưới là một cái trạm chơi full, thì đa số là chơi full thế này các bạn nha. Đôi loa này thì có số seri liền kề nhau, con này là 882, con kia là 881 các bạn nha. Đôi loa gần như là hoàn hảo, đẹp không chỗ chê. Vâng, và sản phẩm thứ hai đó là một chiếc CD Denon. Chiếc CD Denon với model của nó là DCD 1550AR Made in Japan. Chiếc CD Denon đời này thì cửa giữa người ta hay chụm cái đầu cửa giữa hơn, và màu đen thì đời này rất ít, đa số là màu vàng. Hôm nay lại có con màu đen nó lọt vào đây. Vâng, các bạn xem về nội thất của chiếc này trước. Tất cả các linh kiện rất đẹp các bạn ạ. Đấy, những cái tủ mà xanh xanh này á, mà có cái bụi phấn trắng trắng đó, đó là chứng tỏ là những cái CD mà chưa xài, còn rất đẹp. Đây là phía trong nội thất của nó. Và phía trước các bạn nhìn thấy chiếc âm ly không hề bị có một vết trầy nào, rất đẹp, rất đẹp. Và khi người ta mua âm ly á, các bạn mua âm ly thì thường thường sợ nhất là những âm ly cán đĩa, thì bây giờ Quý Nguyễn sẽ có một cách test đĩa. Ví dụ bây giờ mình bấm ra cho đĩa vào, đĩa này cũng là đĩa thường thôi các bạn nha, đĩa này là gọi trong Sài Gòn gọi là đĩa chợ, đĩa này là đĩa chợ này. Có 5-6 nghìn như một cái thôi. Những đĩa này là đầu mà CD cán cán đĩa là nó không có ăn đâu đó, bắt rồi. Đĩa đầu đĩa này là 12 bài 64 phút nè, mình bấm play thì nó sẽ nhận ngay, nhận trên màn hình đấy, đấy nó nhận ngay. Và mình test đĩa thì mình bấm bài số 1 của bài số 2 là nhận bài là chuyện bình thường, nhưng từ bài số 2 hay là mình bấm nhảy cấp, mình bỏ qua nhiều bài, ví dụ như bấm lên bài số 6 đó, nó vẫn nhận ngay. Hay là mình bấm những cái bài cuối cùng như bài số 12 là bài cuối cùng. Đấy, đấy là vấn đề, cái đĩa không có kén. Vâng, đầu CD này không hề kén đĩa, và những con mắt những đầu CD này thì cũng nếu như để thay thế thì cũng rất dễ thay các bạn ạ. Bây giờ mình cho một cái đĩa khác, đĩa khác này đấy. Các bạn thấy rồi, mình cho vào xong thì chắc chắn là nó sẽ nhận ngay rồi, nhận rồi đấy. Vâng, thế cho nên là những cái đầu CD mà các bạn phải kiểm tra đĩa cái độ nhạy của con mắt nó như vậy thì chắc chắn rằng là các bạn không khỏi phải lăn tăn. Mình bấm play là nó nhận ngay.
Đấy, tích tắc nó nhận ngay. Vâng, đây là vấn đề. Hay là mình dời luôn cái đĩa khác nè. Đây là một vấn đề, cho nên cái đầu, những cái đầu CD như thế này thì các bạn chơi rất yên tâm. Hôm nay cái Nguyễn ghép với một chiếc âm ly Ongo 722. Chiếc âm ly này cũng không có một vết chày phía trước nào cả các bạn nha. Đây. Vâng. Vâng. Xin mời các bạn nghe luôn ca khúc này để đánh giá được chất âm của những thiết bị này. Mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng, còn nhớ mãi hôm nào lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau khi lắng nghe tình vỡ. Xin ghi đôi lời dù xa cách phương trời. Ôi duyên ta đánh đỡ rồi, ôi tâm tư càng nén lời, bằng lòng ta mang đến nỗi sâu hơn suốt đời. Đường khuya thôi đêm bước âm thầm một mình. Vâng, chiếc đầu CD này thì quý Nguyễn xin báo giá là 6 triệu đồng. Đôi loa Yamaha NS650 vẫn 6 triệu đồng. Và chiếc âm ly 4 triệu rưỡi các bạn nha. Vâng, và chiếc đôi loa này thì có cái lưới cũng rất đẹp các bạn. Hồi nãy mời quý Nguyễn quên giới thiệu. Đây, đây là cái lưới phía mặt trái của cái lưới nè. Lưới rất đẹp các bạn nha. Đây. Vâng, các bạn tiếp tục nghe. Bài ca yêu ai biết trao ngày xưa, bỏ lại mình tôi thương nhớ theo ngày tháng. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đang chết. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đang chết. Vâng, dù là đang trong mùa dịch Covid nhưng về vận chuyển hàng thì vẫn ship toàn quốc các bạn nhé, chứ không có bị trở ngại gì cả. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn lại các bạn những clip lần sau. Xin chào.